Thông tin đúng các bạn có gì, các bạn cùng thông tin đó các bạn tiếp nhận thông tin sai là tức các bạn bị mất tiền hay có ạ. Chúng ta phải có được kiến thức đúng. Kiến thức đúng là chúng ta phải lao vào, chúng ta mới có được kiến thức đúng. Hãy lao vào nghiên cứu, hãy nhìn một dòng. Ví dụ như là vừa rồi ở Vũng Tàu, cái lớp dân 56 có một bạn học xong, bạn nói là bạn muốn mở quán cà phê nhà bạn cũng khác. Bạn đang mở, bạn có cái hệ thống karaoke dư dụng Vũng Tàu. Bây giờ bạn muốn mở quán cà phê bạn nói phải bắt đầu từ đâu? Tại karaoke thì bạn kinh doanh ngẫu nhiên tự nhiên nó lên. Bây giờ bạn muốn mở quán cà phê mà nói là trước tiên, để thực hiện cái kiến thức đúng này, trước tiên bạn phải xem ở Vũng Tàu có những quán nào, quán cà phê nào đông khách có ạ. Ok bạn, chưa đủ, quán nào đông khách buổi sáng có các bạn, phải tới đó rồi xem tại sao nó đông khách buổi sáng mà buổi tối nó hạo nồng có các bạn. Dòng khách buổi sáng là dòng khách nào, cái gu uống cà phê là cái gì có các bạn, có xem cái quán nào nó đông khách buổi trưa, tại sao buổi sáng nó đông, buổi trưa nó lạ